Mình chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi làm về tới nhà, ông xã mình đã chuẩn bị cho mình một nồi thịt kho trứng đậu hũ nữa. Nhìn nồi thịt kho quá trời hấp dẫn luôn. Đó. Để về nhà đói bụng là chỉ có ăn thôi, và chờ đợi khách hôm nay cũng lại đến để sửa đồ ở nhà. Một cái nồi thịt kho và nồi canh chua chay, không có thịt tôm gì hết á, canh chua chay nhưng mà rất là ngon. Bây giờ xin mời cả nhà cùng ăn cơm với mình nha. Xin mời cả nhà cùng ăn bữa cơm thịt kho hột vịt, rồi thịt kho hột vịt với lại canh chua. Có mướp xào nữa chứ. Mướp xào thì nhà mình mướp đầy. Năm nào nhà mình cũng rất là trúng mùa mướp. Đây là mướp xào, cũng là xào chay luôn. Xin mời cả nhà ăn cơm nha. Thịt kho ngon quá. Ăn cơm vô ngon. Ra nước vô. Mà cái nước này mới ngon. Nó rất là sắc mà. Mướp cũng ngọt. Mình bỏ một chút ớt vô. Chan cái này vô, trộn ớt lên. Ăn ớt cay, cảm ơn anh. Buồn cười quá. Đến buổi 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 trưa ra ngoài cái bàn ngoài ăn cơm á, mình đã không biết tiếng Anh rồi. Nghe mấy bà nói chuyện mà mới Việt Nam cũng mới qua đó, mày lên mạng mày check thử coi. Em nghe chết đó, chết đó mà em nghe. Em nghe nói mày lên đâu đâu đâu, mày lên mạng mày chết thử coi coi nó sao. Em gọi em mắc cười thiệt đó. Ngày mình cũng như ta thôi, mà nhưng mà mình buồn cười biết không, mình buồn cười á, giống như mình ai như ai hà. Những người Việt Nam mới qua nói tiếng Anh không có đúng á, chỗ nghe buồn cười lắm. Mình cũng vậy á, mình nói không đúng nghe buồn cười lắm, cho nên mình nghe người ta nói là mình cũng mắc cười. Ráo mày lên lên mạng mày chép thử coi, làm như chép cái gì lên tường vậy. Mày lên mạng mày chép thử coi. Rồi. Gà này chấm ngon. Chết chấp hay tương ớt vậy? Cái sắp. Chết chấp không? Đúng rồi, chết chấp chứ không? Thơm không? Mỹ ăn này không hả anh? Không không nghĩa chấm cái chất nít Mỹ cũng được quá thôi, người ta bình thường tám với bình thích lắm. Ngon. Ngày bác khắc phục bài mấy rồi. Mấy người toàn kể chuyện á, mới qua Mỹ á, khóc không, phải làm cho người ta lắm. Cái chị hồi sáng mới vô cũng lớn tuổi hơn em. Lớn tuổi hơn. Lớn hơn 1 tuổi. Qua đây đi làm. Qua mới 3 tháng lái xe được rồi. Có bằng lái không à? Thì học có chỗ Việt Nam. Mới vô có một ngày điều khiển bà Tiên. Điều khiển bà Tiên. Làm cái bàn như thế này, làm cái bàn như thế kia. Bà không nói bà để ý á. Như Mỹ Tiên quá bà không nói đâu, bà không nói mà đâu. Mới vô, bà là chủ mà mình chỉ vẽ người ta. Mình gấp nơi dữ không? Thấy không được thẩm quyền của người ta không?
Khi nào mà hỏi kiếm mình á, mình giúp. Rất ngon chỉ vậy. Ăn mướp rồi còn đâu nữa mà ăn canh chua. Mướp xào ngon lắm. Hôm nay đi làm. Để bọc ra. Để canh chua may là. Để làm các canh chua ăn nó lỡ ngán. Để nước. Lúc em ra ngoài ăn cơm có một cái cô đó, chị đó người Ấn Độ, cũng đẹp gái lắm. Người Ấn Độ cái bàn của em ngồi có mình em à. Cái chị ý chị nói là chị cũng ngồi chung á. Cái em ok á. Cái chị mua một dĩ cốc gọt rồi đó, cái tiệm trái cây đối diện á. Rồi chị mua một dĩ cốc. Rồi một ổ bánh mì Việt Nam nữa. Cái em thấy chị ngồi ăn cốc nói chuyện vậy đó. Rồi chị hỏi em bữa nay em nghe được rồi đó. Chị hỏi em là du ý là China hay là Vietnamese. Em nghe được em nói em Vietnamese. Hồi đó còn như con vịt nghe sấm á. Hồi xưa ai nói không nghe đâu. Vô nghe được chút. Chứ nói lại chút xíu thôi. Nhưng mà từ từ bắt đầu. Khi mà nó vô được rồi nó sẽ vô được nhiều. Nó vô được một nó sẽ vô được hai. Mình nói người ta hiểu là được rồi. Phải nói con đổ của mình thôi à. Mình nói nó hiểu là được rồi. Nó nói mình hiểu là ok rồi. Ngăn ngữ mà. Để cho em chế cốc nữa. Cái em thấy ăn bánh mì Việt Nam. Cái em nói thôi. Do you like bánh mì Việt Nam? Ba nói yes. Vietnamese I love it. Vietnamese sandwich. Vietnamese sandwich. Anh do you like không? Cái bạn nói yes. Không hiểu. Hiểu á. Bạn nói I love it. Rất là thích. Thích ăn bánh mì, ăn hết bánh mì luôn á. Dễ thì ngon. Ấn Độ á. Dễ thì ngon. Ăn hết bánh mì luôn. Hay cho em trẻ cấp mua dĩ cấp dễ thì ngon. Nó đổ lúc nào ở đông. Ở châu anh tí chị Xuân ghé rửa sữa đồ. Cái chị mới này vô á không biết sửa quần áo, không có biết làm đồ jean cho jean à. đồ jean á, rồi không có biết may áo dài, mà chỉ đặc biệt là một cái thôi, áo dài đắp lăng thôi, chứ còn không có biết như cái dạy thường. Cái áo dài thường là giống như cái này nè. Cái hình dáng như này rồi sẽ ấy ra là giống như mẫu thường á. Chị cũng không biết làm. Áo kiểu cũng không biết làm. Chị có biết đặc biệt đó, một cái áo bà ba với lại cái áo dài rắp lăng thôi. Biết làm bao cổ. Chị mới để ý đó. Được không? Để không có cho nghĩ nữa. Nghe em giờ khẩu cầm rồi. Cho nên là thợ này cũng không phải là thợ chiến của bà Tiên nữa. Bà Tiên đang tìm thợ chiến là làm may đồ tất cả, đầm đồ ở dài đồ được. Chị này không biết may đầm luôn. Giờ học như bà Tiên được không? Ai nghĩ là mới vô thường phải đi coi thế nào làm được hay không, phải không? Được không, giữ không được nghe mình. Không không
mà em giờ coi như quá nhuyễn rồi. Mới vô à. Em bữa giờ vô là thấy cái ấy của người ta sao là để vậy. Bắt đầu cái bàn cho cao lên rồi bàn ủi phải kiếm cái gì kê cao lên rồi chuyển bàn đi hướng này hướng kia. Thôi, đủ rồi. Nói vô ở điều khiển. Cứ nghe là ghét. Tao nói mày xếp tao hay là tao xếp mày? Mày chủ tao hay tao chủ mày? Làm không cho nên... thuận lợi bả. Không nên dễ lắm. Thì mất điểm rồi. Mà bây giờ mất điểm mà không làm khéo, không làm giỏi ra là rất tư gì đó. Người ta chủ là có quyền với mình có tin nào. Người ta hỏi kiến mình thì mình đóng góp ý kiến. Không. Bớt xào ngọc đi. Lên mày mày rồi. Mấy bữa 7 giờ mấy mới ra đấy về à. Tới nhà 8 giờ tới mịt mờ. Cái bữa mùng 5 giờ cũng được. Bây bữa mấy tới mấy người đầu á mình ứ đồ nhiều quá mà em em cũng muốn cuốn công việc lắm, em cũng chịu làm đó. Đúng rồi, xém gặp cho nó bớt. Thấy còn ứ nhiều đồ á. Bây giờ trước cũng làm sao cũng làm. Nó ráng làm, mà giờ làm nhiều thì ta không tiền nhiều. Không phải là thấy hôm nay không có đồ giao luôn. Không nữa bà đi mà cũng bảo bà kia bà hào giám rồi. Công nhận bà Tiên bà gan thiệt. Công nhận em phải nể bà Tiên gan thiệt. Bây giờ mà bà làm được thì em cũng phải làm được. Đúng không? Đó, cứ nghĩ gì đi. Cho mình có cái động lực. Động lực. Đúng không? Và yếu mình kém mình phải mình mà tăng giá mình chứ không mình có điều kiện người ta mà đúng không, chỉ có cái bây giờ chọn cái địa điểm nào thích hợp thôi. Phải điều này bắt đầu tính tới nhà chứ không thể nào đi về bị nổi đâu. Xuất sắc, cảm ơn ạ. Đường dài quá. Coi thịt ngon quá, mai mới ngon, mình là chưa đâu. Nói chung á là ở Mỹ đi làm việc thì cũng như Việt Nam vậy đó. Cực lắm. Thì không phải đến Mỹ là một cái thiên đường, mà đến Mỹ là chỉ để kiếm tiền. Đó là nhưng khi mà đã ổn định công việc rồi thì sống ở Mỹ rất là tốt. Người ta sống ở Mỹ á, người ta đi du lịch khắp thế giới khi có công việc ổn định. Mình thấy, mình nhận thấy là các anh chị đồ hay là những cái người sinh sống ở đây lâu năm á, là người ta sống sướng lắm. Mấy chục năm. Còn những người mới qua như mình ha, mấy chị em mình đang đi sửa đồ á, thì rất là vất vả. Đang trong cái giai đoạn mà tạo dựng công việc cho nó ổn định á, cho nên là vất vả lắm. Mấy chị kể á, mình thì cũng may mắn hơn. Là mình qua đây mình đâu có lo gì đâu, không có lo gì hết á, ông xã lo hết rồi. Kể cả đi làm cũng vậy, sáng không dậy sớm không lo cho mình này kia, mình đâu có là mình dậy trễ á, rồi cái là rồi khách tới rồi, thôi chào mọi người nha, khách tới sửa đồ.